Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở cái hộp Mimiku EX Box này nha. Để xem bên trong có cái gì. Và trước khi mình mở cái box này, ở đây mình có 5 pack của Lost Origin nha. Mình sẽ mở cái này trước, xong mình sẽ mở cái box này. Giờ mình sẽ tạm để cái box này ở đây và mình sẽ mở 5 cái pack này ra trước nha. Ok, đây là pack đầu tiên. Đây là cái thẻ code. Komala Toolbox Epon Goslia Gumi Meditite này Scarlet Lost Wukong Grindin. Đây là cái code. Medal Aruzu Willy Kent. Lại là lá này nữa. Little Minfu Litwick Snowver Lickitung and Holloway. Đây là pack thứ ba. Fighting energy. Oh, mình nhìn thấy cái gì rồi nè. Lấp lánh này. Iskan. Panic mass. Impomasno. Glinka. Phantom. Subudu. Bonzo. Electri. Roswell and nặng nha các bạn. Green Quintina Restart. Quá là đã luôn các bạn. Để nói đây nha. Đây là pack thứ tư. Nước gì đây? Willy Ken. Cái lá này có hoài đâu. Gas Chong Dong Bas Kum Lin Phantom Makuhida Elestri Masko Malama and đây là pack cuối cùng nha.
Harry Styles. Hariyama Hunter Poliwang Klinga Wampo Whitehorn Moscow Horsey Sea and what you have? Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp này. Và trong đây mình có, nó cho mình hai lá. Một lá này là Uncommon. Những cái lá này là Mimikyu EX Hormone ạ. Và đây mình có một lá Jumbo size của Mimikyu EX. Nó cỡ gấp 4 lần ạ. Lại nói đây. Và trong đây mình có cho mình 4 pack và một lá cốt. Đây là lá cốt. Đây mình có Silver Tempest, Fusion Strike, Silver Tempest và Brilliant Star. Giờ mình sẽ là mở Fusion Strike trước nha các bạn. Đây. Có trắng rồi. Medal, Spongy Club, Clovisor, Cavania, Smeagol, Wotum, Durang, Quacono, Lushui, đây là pack thứ hai. Ồ, hộp đen. Tâm linh nè. Choice Spell. Staravia, Floatgel, Sprangtom, Acel, IMP, Magma, ủa lá này đẹp á, Guaylu, Oshabo và Nặng Nga. Ủa không có gì hả? Múc. Đây mình còn hai pack cuối cùng của Silver Tempest. Mình có feeling là cái pack này sẽ hit nha. Lửa Medal, Thoracat, Dragon Air, Donphang, Funkus, Sandgrass, Relicant, Holucha. Togedemaru, Serena,
Xenia. Ủa, có hai lá hiếm luôn. Among Us. Và pack cuối cùng. Đây là cái code cuối cùng luôn của ngày hôm nay. Hy vọng pack cuối cùng mình hit nha. Nước gì đây? Lantern. Brandon. Antaria. Donzi. Spanigrap. Hồi hộp quá. Solosit. And Armado. Vậy là cái hộp này mình chẳng được cái lá hit gì luôn. Mình chỉ duy nhất có một cái lá hit này. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình xin chào tạm biệt các bạn.